Mến chào cô bác. Thì hôm nay Thiện tới quay nhà của chú Danh Cảnh. Thì hôm nay ngôi nhà của chú cũng được cất xong rồi. Thì nhà này được cô Kim Liên ở Úc tài trợ 1.000, cô Kim Liên ở Đức tài trợ 1.700 euro cất lại cái nhà cho chú. Thì hôm nay ngôi nhà của chú được cất xong rồi, thì Thiện vào bên trong quay phim chúc mừng cho chú đã có cái ngôi nhà mới rất là đẹp. Thì đây là chú cũng là hành nghề thầy thuốc trị rắn cắn đó, thì cũng khoảng 30 năm rồi. Thì hoàn cảnh gia đình nhà cũng nghèo khổ khó khăn, không có nhà ở đó. Thì hôm nay tới đây đã làm xong cái ngôi nhà cho chú rồi, cũng có mua giường, mua tủ rồi mua bàn ghế ra cho chú. Em mời cô bác cùng vào trong nha. Ngồi ngồi ghế đi chú. Có điện chưa? Nhà có thằng làm miếng rồi đó. Chú có ta cắt điện bỏ hết chưa, điện cũ. Dạ con chào chú. Chú cũng khỏe hả chú? Khỏe, thấy nhà mới được âm cúng về chú khỏe cái lòng. Ừ. Sự thật là cái cũng như cái này cái kia còn thiếu thốn đói khát cái chuyện riêng. Dạ. Mà nhưng thấy là lại được cái bột cái mái nhà được âm cúng như nhà từ thiện. Dạ. Cho vậy là chú thấy âm cúng rồi đó, che nắng kia mưa chú rất mừng lớn lắm. Dạ. Thì nhà của chú đó được cô Kim Liên ở Đức tài trợ 1.700 euro để cất lại cho chú cái ngôi nhà này ha. Thì đây cất nhà cho chú á, lót gạch luôn á, là nhà 4m 8m là 30 triệu đồng. Rồi mua tủ là 4.3 triệu, mua bàn với ghế này cho chú để có khách rồi lại ngồi đó, 1.3 triệu nữa. Rồi mua cái giường là 2 triệu đồng. Còn lại cây nước á, thì 1-2 ngày tới thì mấy chú kia lại khoan cho chú ha. Là cây nước và 4.5 triệu nữa. Thì tại vì do người ta cũng bận khoan nhiều cây quá đó, thì cái cây của chú thì mai mốt người ta mới lại khoan được. Đó, rồi thì 1.700 euro tổng cộng là 44.200.000. Thì ở đây mình làm tất cả rồi mua đồ đạc rồi này kia luôn á là hết 42.100.000. Thì còn dư lại số tiền 2.1 triệu đó, tí xíu nó con cũng gửi cho chú luôn để mình có trang trải trong cuộc sống, hay là dư ra ít tiền đó để mình mua lá lợp lại cái trái phía sau để lưu nước rồi ha chú ha. Cảm ơn cũng như nhà từ thiện. Dạ. Tôi không biết nói sao nữa đâu, tôi lâu đi tôi cũng như âm ứ rất mừng. Dạ. Rất mừng á, sao tôi cũng rất mừng thiệt không, được cái mái nhà làm bầu cái trước tiên là mái nhà ấm cúng. Dạ. Che nắng che mưa. Dạ. Tôi rất mừng là nhiều hơn nữa, nhiều hơn thiệt không biết nói sao trên hết. Dạ. Nói vậy rồi đó, không sao thiệt. Nhà rụng rỉu hết trơn luôn, trời nắng trời gió, trời mưa trời gió nó cũng chết người nó không chừng đó. Không biết nó gãy giờ nào ha. Không biết gãy giờ nào mà gãy thiệt coi có ông gia này thấy. Thì nhận được sự giúp đỡ của cô Kim Liên ở bên Đức á, thì cất nhà cho chú rồi sắm đồ đạc trong nhà, thì chú có cái lời gì muốn nói cũng như cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình không? Là cô là tài trợ được vậy, làm ơn làm phước thì tôi cũng như là tôi ở đây á, tôi làm phước người ta. Cô là cũng như là cô giúp đỡ cho là dân chúng như vậy, tôi rất cảm ơn cô lớn lắm. Không biết nói sao, không biết gặp mặt có làm sao, tôi không biết nói sao hết lòng rồi đó. Dạ. Rất cảm ơn lớn hơn ngày nhà tài trợ ở đây và khi nhà tài trợ bên nước ngoài ha. Dạ. Rất cảm ơn lớn rồi đó. Dạ. Hết biết cái lòng nào nó lớn là hết rồi đó, bị mình cũng quen làm phước sự thật nói. Dạ. Mình đi vào bên trong tí nha chú. Đi giờ coi cái nhà bên trong ha. Đây mua cho chú cái bộ giường ngủ ha. Dạ. Giường này thấy cứng cáp không chú, nằm thế coi. Được êm lắm mà ngủ hôm rồi. Và thấy được lắm, thấy cũng một cái màn ảnh này thấy cũng đẹp. Ha. Có mụn không? Mụn lấy mụn rách. Hay là ngủ khỏi mụn? Không. Mụn rách nè. Không giấu sợ đâu, không rách. Dạ. Cũng còn được. Đưa cái bàn gạch đó, cái lỗ mũi nó vô chút đỉnh đi. Ở nhà lót gạch rồi sạch sẽ rồi ha. Sạch sẽ, rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn, thấy cũng
màn ảnh màu mè này kia coi cũng được, thấy cũng đẹp quá, cũng như không bao giờ dù có gì đi không bao giờ là quên những là những người tài trợ biết làm phước như kiểu tôi đi. Tôi không bao giờ tôi bỏ, bây giờ đi đâu đi không nổi gì hết trơn đó, bây giờ là ở nhà làm phước là cứu dân độ thế gì, có biết nói sao đâu. Bây giờ là nhà tài trợ cho vậy tôi rất cảm ơn lớn. Dạ. Trên hết nó không biết nói sao nữa đâu. Đó là hết lòng của là Cảnh rồi. Dạ. Cảm ơn. Ê, điện đi cũng an toàn chú ha. À, luồn rồi vô trong đây hết rồi. Cái nhỏ lớn thì mới có an toàn là làm rồi mới. Cái này là ở đó gì cũng này chưa này, có sáng luôn rồi đó, ở đó nè bóng mình nè, mở cái này có một lát à. Dạ. Cái này một lát à, vì cái bự nữa không phải hết điện mình cũng như sáng quá đó. Dạ. Có cô bác lại ngồi này kia rồi này kia, có gắn gì ta, không phải lại một người những bệnh đó đâu, 4-50 người có khi lại có ghế bàn ngồi này kia sạch sẽ, có mái ấm gia đình vậy, cũng như cái kiểu người ta cũng khen ngợi tới những là một người cho. Dạ. Gì đó là cũng như không có dục, không có là này kia, ta lại cũng không phải là bệnh này có lại một người đâu, không có đâu, 4-5 người có gì người ta cũng khen. Ta nhớ lại cái này, ta thấy không ước cũng có gì, ta cũng nhớ lại cái chỗ, cái từ gốc lại. Ở đây con có sắm cái tủ thờ cho chú luôn nè. Đó, để mình thờ tổ ha. Dạ, tổ mà chưa được mua. Dạ, ở đây thì mua đồ, ở đây thì người cô cửa hàng đó cũng có gửi cho 2 thùng mì với 10 kg gạo. Ở đây là cái điện, phần điện, một người anh ở Úc tài trợ phần điện, thì căn này là căn thứ 5. Đây con đi điện cho chú á. Giờ là các nhà này xong hài lòng rồi ha, ngủ ngon hơn ngay chưa chú? Rồi mấy đêm trước mình đã ngủ đây. Dạ. Trả chiếu. Bây giờ đêm không ngủ giặt mới. Không mà thật. Dạ. Ngủ ngon không? Ngủ cũng êm, được. em cảm ơn cũng như nhà tài trợ. Dạ. Là nhà từ thiện đi, không tài trợ cũng tại vì thôi mà không biết. Vì chú nó ngay chú dân tộc của nó không hết lời cho nên thông cảm. Dạ. Nhà từ thiện là cũng thông cảm. Mình thấy sao mà nói vậy, không có biết cái lòng nào mà nói cái gì giả dối gì hết. Dạ. Sao mà nói vậy thôi. Rồi lúc này mình làm còn làm nghề cứu người không? Chị gắn cắn á. Đâu có bỏ được, về tính đi đâu đi không được đó. Tính dạ. Đi đâu đi không được, cô bác anh chị gần xa ơi. Vì cho nên bây giờ đang trực chiến á. Ở trong nhà không vậy đó, không phải là đi đâu cô bác cũng như yêu cầu. Mà làm phước rồi á. Không thấy gì hết trơn, có chị nhà từ thiện. Bữa đó anh Giang lại cứu giúp cho dài dài, tôi rất mừng lớn luôn. Dạ. À, chú ơi, hôm nay lại tới đây cắt nhà cho chú đó. Thì cái phần của cô Kim Liên gửi đó, còn dư lại 4,1 triệu. Thì con cũng có 100,000, con đưa 4,2 triệu luôn. Rồi chú giữ cái số tiền này đó, rồi trang trải chi phí trong cuộc sống, rồi lo thuốc rồi đó chú. Ha, rồi có thể dư ra ít tiền mua lá lợp lại cái trái nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô Kim Liên luôn. Bây giờ cũng cầm đồng tiền này cũng nhiều cái muốn rơi nước mắt. Dạ. Mà chưa biết nói sao đó ha, mà không phải là đem đi cái lãng phí cất nhà máy trái riêng nữa. Dạ, máy lá. Đựng đồ cũng như này kia lặt vặt vật dụng để nấu nướng ăn gì đó. Dạ. Cảm ơn cô Kim Liên. Dạ. Đã ở nước ngoài đó. Dạ. Sự thật để cầm đồng tiền đây rất cảm ơn, xúc động. Dạ. Rồi con cũng chúc chú nhiều sức khỏe nghe. Thì hôm nay con lại đây quay ngôi nhà của chú, cũng như gửi đến cho cô cũng như khán giả đang theo dõi đó, cũng chúc mừng cho chú ha. Rồi có cái nhà cửa ổn định này, cố gắng làm từ thiện giúp người nha chú ha. Chú thì luôn luôn giúp người đó. Dạ. Chú không bỏ đâu chuyện này. Dạ. Cầm đồng tiền lại cô, tôi xúc động. Dạ. Yeah. Hồi đó giờ có ai từng cho mình nhiều vậy không? Chú không phải là chú nói, bây giờ chú nói thiệt luôn. Chú không phải là gì đâu mà như là thấy như vậy là quá tốt rồi. Dạ. Yeah. Nói thiệt luôn.
Chú khổ chân què chân quạt ấy, chú lập lúc chưa có ai được đã. Chú như khác từ giặt cho chết rồi không làm phước được. Thấy cô Kim Liên là cũng như là đâu ha, chú xúc động. Cái số đồng tiền này cũng hay à. Cảm ơn cô ơi. Dự cảm chú không biết nói gì nữa đâu. Chú đâu phải gì đâu mà chú nói thiệt luôn. Hết lòng giúp đỡ tôi. Một nữa là tôi muốn đi là chị bệnh được cái, tôi muốn làm hoàn thành theo anh em lời nói. Dạ. Quá là gì đâu. Chú còn ơi, cái chú phần bày bà đó đừng có lo, chú làm với người ta, chú đâu bày bà gì này. Dạ. Còn cái phần cây nước á thì 1-2 ngày tới thì mấy chú kia lại khoan lại cho chú ha. Dạ cảm ơn nữa. Dạ, mà dạ. Không sự thật dạ. Tiên, chú cặp lên chú khóc. Dạ. Thông cảm chú đi không phải này, thông cảm chú. Dạ. Khóc, chú xúc động chân thân thể chú. Thì mình nghèo mình được cô bác giúp đỡ gì á ai cũng mừng, mừng có khi rơi cả nước mắt. Hồi đó giờ nghèo khổ mà cũng đâu có ai nhìn thấy đâu. Thì bây giờ được như vậy thì con cũng chúc chú là luôn giữ gìn sức khỏe, rồi có sức khỏe để mình làm nhiều việc tốt nha chú. Dạ không dạ. Có gì đâu mà chú, cái vụ đó là được lắm mà, nhưng mà chú bay bay gì đâu. Dạ. Cô bác ở đây mời tới 2 giờ cũng như em vỗ ta đó. Ta dạ. Mẹ mình cũng đi ta. Ở ngay chú cũng vợ chẳng chắc có bỏ ai đâu. Dạ. Thôi vậy con cũng xin phép về luôn chú ơi. Rồi cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn con ha. Dạ dạ. Cảm ơn con, cảm ơn cô Liên. Trước tiên là cảm ơn cô Liên ha. Dạ. Tôi chưa thấy mặt thấy mày gì đâu mà, nhưng cho nên là cảm ơn thiệt thôi. Tôi hết lòng hết dạ. Tôi người dân tộc lại hết sức luôn á. Dạ. Lại không hiểu. Không thiệt. Tôi phải ý đâu rồi. Tôi người đàng hoàng, tôi cứu dân cho ta thôi, tôi không bậy bạ đâu.